Chúng ta sẽ có 15 câu hỏi. Trong đó có 3 mốc quan trọng là mốc 5, mốc 10 và mốc 15. Bạn sẽ có 3 sự trợ giúp là 50-50. Gọi điện thoại cho người thân hoặc là hỏi ý kiến khán giả. Bạn đã sẵn sàng chưa? Thưa quý vị, khi người chơi đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Xin mời câu hỏi đầu tiên. Đâu là tên gọi khác của Bèo Tây? Tam Bình, Tứ Bình, Ngũ Bình hay là Lục Bình? Xin mời vỗ tay ạ, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 2. Từ nào còn thiếu trong câu thành ngữ nước chảy ba chấm mòn, đất, sắt, đá hay là núi? Hoàn toàn chính xác. Chúng ta đến với câu hỏi số 3. Loại đường nào được nhắc đến trong câu ca sau? Ngọt như đường cát, mát như ba chấm, đường phèn, đường kính, đường tinh luyện hay là đường hốt nốt? À, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 4. Từ nào còn thiếu trong câu nói nổi trận ba chấm, lôi cuốn, lôi kéo, lôi đình hay là lôi thôi? Phương án C, hoàn toàn chính xác. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 5. Trong truyền thuyết Mù Ngôn, thầy bói xem voi, bộ phận nào của con voi được mô tả là bè bè như cái quạt thóc? Tai voi, vòi voi, chân voi hay là đuôi voi? À, hoàn toàn chính xác. Thưa quý vị, người chơi của chúng ta đã vượt qua mốc câu hỏi số 5. Phần thưởng hiện nay đang là 2 triệu đồng. Và đến với câu số 6 thì phần thưởng sẽ tăng lên là 3 triệu đồng. Và từ câu hỏi này thì bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến các nhà thông thái. Xin mời câu hỏi số 6. Làng Đông Tảo, Hưng Yên nổi tiếng với việc thuần dưỡng và nuôi giống quý của loài nào từ lâu đời? Trâu, chó, ếch hay là gà? Đáp án D, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 7. Nếu bạn đang ở Singapore và đồng hồ chỉ 9 giờ sáng, lúc đó ở Việt Nam sẽ là mấy giờ? 10 giờ sáng, 8 giờ sáng, 12 giờ trưa hay là 5 giờ chiều? B, hoàn toàn đúng. Xin mời câu hỏi số 8. Lễ hội ném cà chua La Tomatina được tổ chức hàng năm tại thành phố nào của Tây Ban Nha? Valencia, Madrid, Sevilla hay là Granada? À, riêng với câu này thì câu trả lời, à, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 9. Đơn vị đo của đại lượng nào trong điện tử học được đặt theo tên nhà bác học người Anh Michael Faraday? Điện áp, điện tích, điện trở hay là điện dung? Xin nhờ máy tính bỏ giúp tôi hai phương án sai. Đáp án D là đáp án cuối cùng. Và đáp án đúng của câu này, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 10. Hiện nay vẫn chưa xác định được vị trí chính xác của công trình nào trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại: đền Artemis, tượng thần mặt trời ở Rhodes, lăng mộ Mausolus hay là vườn treo Babylon?
gọi điện thoại cho người thân. Rồi, chúng ta đang có tín hiệu. Và với câu hỏi này thì Sáu xin trợ giúp cho người chơi là đáp án D ạ. Đáp án D là đáp án cuối cùng. Và đây là một đáp án D. Hoàn toàn đúng. Đã vượt qua mốc câu hỏi số 10. Phần thưởng hiện tại đang là 22 triệu đồng. Và nếu vượt qua câu số 11 thì phần thưởng sẽ tăng lên 30 triệu đồng. Bạn đã sẵn sàng đến với câu số 11 chưa? Xin mời câu số 11. Kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2021, bà Ngozi Okonjo-Iweala là người phụ nữ đầu tiên trở thành người đứng đầu tổ chức quốc tế nào? Quỹ tiền tệ quốc tế, Phòng thương mại quốc tế, Tổ chức thương mại thế giới hay là Ngân hàng thế giới? Bạn đã chọn câu C. Riêng với câu này thì câu trả lời phương án C hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 12. 20 tuổi đời sống mãi với quê hương anh hùng, hát khúc anh hùng ca là những câu hát nhạc sĩ Huy Du viết về liệt sĩ nào? Nguyễn Văn Trỗi, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót hay là Nguyễn Viết Xuân? Đáp án của bạn là B. Và đây là một đáp án chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 13. Ngày H là sự kiện giao thông đặc biệt xảy ra ở quốc gia Bắc Âu nào năm 1967? Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển hay là Phần Lan? Phương án C. Và đáp án đúng của câu này C, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 14. Ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm được chính thức quy định là ngày quốc lễ Dỗ Tổ Hùng Vương vào triều đại nào trong lịch sử nước ta? Nhà Lý, nhà Hậu Lê, nhà Nguyễn hay là nhà Trần? Bạn đã chọn câu C. Và đây là một đáp án C, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 15. Đường phố nào ở thủ đô Hà Nội đã từng được mang tên chiến thắng B-52? Đội Cấn, Trường Chinh, Giải Phóng hay là Ngọc Hà? Có ý kiến khán giả, xin mời. B. Và đây là một đáp án lựa chọn vừa rồi là một lựa chọn hoàn toàn chính xác. Tôi có người chơi cùng chiến thắng 150 triệu, thực hiện được hành trình từ câu hỏi số 1 và đến tận câu hỏi số 15. Xin chúc mừng bạn. Thank you.